Hôm nay sắp linh kiện tại đại phố chấm cơm test cái mạch mono 150W cho anh Võ Hồng Vũ. Rồi. Anh Võ Hồng Vũ ở Sóc Trăng ha. Thì cái số điện thoại của anh Vũ mình có ghi trên bo nè, 0389333579. Ok ha. Bo này là công suất 150W. Thì bo này là mono ha, quấn cho một lo thôi. Thì bo này thích hợp cho lo kéo vì nó chạy điện bình được ha, 12V. Thì cái đặc điểm của cái bo này là vào 12V thì công suất nó cũng gần tiệm cận 150W luôn, khác những bo khác. Mình cấp 24V cũng được, nhưng mà đối với bình là mình cấp 12V thì công suất nó cũng đã tiệm cận 150W rồi. Ok ha, tín hiệu ngõ vào mono. Mình đang đánh cho lo ba tấc không, lo ba tấc ha. Lo này chiên cho lo kéo. Ok ha, con nó nhỏ, lo chiên lo kéo. Rồi bây giờ mình sẽ gắn điện bình vào nè, mình test luôn nè. Rồi dây nữa. Đối với điện DC thì mình nhớ lắp ra đúng cực ha, sai cực là mạch bị cháy. Ok, thì cái bo này nha, nó nhỏ, nó là dạng chạy dạng ladder ha, nó kích thước nó nhỏ thôi, tuy nhiên cái lực nó đánh rất là mạnh ha, nó thích hợp cho chạy gia lô kéo, hiệu suất cao, cho nên bình tốn ít lắm, chỉ cần cái bình 12 mAh là đủ rồi, chạy nếu mà nghe nhạc khoảng tầm 8 tiếng chạy được luôn, test thực tế rồi. Trước nay mình cũng đã đóng một cái thùng lo kéo, xài cái bo này chạy rất ok. Ok, thì cái sản phẩm này mình có đăng lên trên web linh kiện tại đại phố .com. Khi muốn mua sản phẩm này thì mình cứ gõ vào từ khó là 150 bơ kép hoặc là mono hoặc là TB316D2. Ok, thì cái video này mình demo cái sản phẩm cho anh Võ Hồng Vũ ở tỉnh Sóc Trăng ha. Ok ha.